Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, 8 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất của huyện Lắk ước đạt 1.656 tỷ đồng, bằng 65,33% kế hoạch. Trong đó, giá trị ngành nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 1.159 tỷ đồng, giá trị ngành công nghiệp xây dựng ước đạt 280 tỷ đồng, ngành dịch vụ ước đạt 216 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực đạt hơn 108.000 tấn, bằng 92,24% kế hoạch. Doanh thu ngành thương mại, dịch vụ và du lịch ước đạt 672 tỷ đồng, bằng 61,94% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt 17,3 tỷ đồng, bằng 52,93% kế hoạch năm. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến ngày 31 tháng 8 là 69 tỷ 191 triệu đồng, bằng 48,4% kế hoạch. 8 tháng đầu năm, lĩnh vực thu hút đầu tư, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được huyện Lắk quan tâm. Trong phòng chống dịch COVID-19, đến nay toàn huyện có 12 ca mắc đã điều trị khỏi 7 bệnh nhân. Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, huyện Lắk đã tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn huyện kết nạp được 42 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 49,41%. Công tác cán bộ kiểm tra, thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện đúng quy định. Theo nhận định của huyện ủy Lắk, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế xã hội, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương dự báo sẽ không đạt kế hoạch đề ra như tổng giá trị sản xuất, tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, doanh thu ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, thu biện pháp tài chính. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành đã trao đổi thảo luận liên quan đến những đề xuất, kiến nghị của huyện Lắk như đề nghị Trung ương bổ sung tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng vào quy hoạch đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ưu tiên bố trí nguồn kinh phí chương trình mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam để đầu tư du lịch vòng quanh Hồ Lắk với quy mô 30 km, kinh phí ước tính 300 tỷ đồng. Việc bố trí vốn đầu tư công cho các công trình, dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Lắk, v.v. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những kết quả huyện Lắk đạt được trong 8 tháng đầu năm 2021. Trong đó, huyện đã thực hiện tốt công tác trồng rừng, đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông cũng như phòng chống dịch COVID-19. Nhấn mạnh Lắk là huyện nghèo của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Chung đề nghị thời gian tới, cấp ủy chính quyền các cấp của huyện cần tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp, du lịch của địa phương. Bên cạnh đó, huyện Lắk cũng cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng cường đẩy nhanh tiến độ vốn đầu tư công. Thứ nhất ạ, thì đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy các ông chí tiến hành rà soát lại các cái nhiệm vụ chỉ tiêu mà chúng ta đặt ra trong năm 2021 đối với những cái nhiệm vụ chỉ tiêu nào mà chưa đạt hoặc là khó đạt đó, thì các ông chí cần phải có cái giải pháp quyết liệt hơn, tích cực hơn để làm sao mà phấn đấu hoàn thành các cái nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra. Vì đây là cái năm 2021 là cái năm đầu tiên chúng ta thực hiện nghị quyết đại hội đảng. Do vậy thì nó có ý nghĩa chính trị cũng như là tạo ra một cái tiền đề để chúng ta thực hiện tốt những cái năm tiếp theo. Và trong cái nhiệm vụ giải pháp về kinh tế thì các đồng chí cũng tập trung lãnh đạo để thực hiện tốt cái công tác thu chi ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, nhất là các cái khoản nợ đóng thuế, và chi thì cũng đảm bảo tiết kiệm, nhất là trong cái điều kiện mà chi cho cái phòng chống dịch hiện nay. Đồng chí Nguyễn Đình Chung đề nghị huyện Lắk tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, trong đó phải xây dựng kế hoạch giữ vững vùng xanh, hạn chế vùng xanh chuyển sang vùng vàng, vùng cam và vùng đỏ. Đồng chí khẳng định việc giữ vững vùng xanh sẽ tạo điều kiện để huyện thúc đẩy phát triển kinh tế. Đồng thời, huyện cũng cần quan tâm đến việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.